Bí ẩn lỗ đen và giả thuyết mới về sự sinh ra vũ trụ Thông thường chúng ta vẫn tin rằng vũ trụ được sinh ra từ khoảng 14 tỷ năm về trước do vụ nổ Big Bang nổi tiếng. Nhưng tại sao vụ nổ lại xảy ra và trước đó là gì? Hai nhà khoa học đến từ Trung tâm Không gian của Viện Vật lý Astro, viết tắt là ASC, Vian, Vladimir Lukas và Vladimir strokov tin rằng câu trả lời có thể là một lỗ đen bí ẩn và bất ngờ. Gần như không thể có được bất kỳ thông tin xác thực nào về lỗ đen, bởi vì năng lượng sức hút của nó là rất lớn, thậm chí các hạt ánh sáng photon cũng không thể thoát ra khỏi được. Theo các nhà khoa học, có một vùng bên trong lỗ đen được gọi là dị điểm, nơi không có không gian cũng như là thời gian, tỷ trọng có thể lên đến vô cùng. Giả sử vũ trụ sinh ra từ vị điểm đó, tức là trước đó có một điểm nhất định, không có bất kỳ thông số vật lý nào quen thuộc với chúng ta, nhưng rồi có một vụ nổ và vũ trụ bắt đầu được tính từ thời điểm đó. Vậy thì nếu ban đầu không có gì thì vụ nổ bắt đầu, bắt nguồn từ đâu? Tiến sĩ khoa học vật lý và toán học Vladimir Lukács, trưởng môn lý thuyết vật lý học thiên thể, ASCVN và đồng nghiệp của ông là Vladimir Strokov quyết định mô phỏng tình huống để có thể quan sát khu vực dị điểm và xem những gì sẽ xảy ra ở đó. Tiến sĩ Lukács nói, tất nhiên như trước đó, không thể ngay lập tức vào trong đối tượng thiên văn này. Nhưng chúng tôi đã theo dõi được quá trình đi của các phô tông qua các khu vực dị điểm này, nơi không áp dụng lý thuyết cổ điển của thuyết tương đối mà trên mô hình toán học. Điều gì đã xảy ra? hóa ra những vật chất vào được bên trong lỗ đen từ khu vực của chúng tôi đã chuyển thành một lượng năng lượng khổng lồ của lực hấp dẫn tạo ra một vũ trụ mới ở phía bên kia của lỗ ông vladimir lukas nói hiệu ứng tạo ra hạt trong các trường lực khác nhau bao gồm cả trọng lực được gọi là vật lý khi một ngôi sao bị hút vào lỗ đen đã sinh ra một trường lực hấp dẫn rất mạnh và là nguyên nhân sản sinh ra các phân tử. Và sau đó thì kể từ khi nở ra, quá trình này vẫn tiếp tục và hút các nhiên liệu để biến nó trở thành một lượng lớn. Có thể sẽ gặp được người ngoài hành tinh trong lỗ đen. Phát hiện này giúp làm sáng tỏ nguồn gốc của vũ trụ của chúng ta. Nó chỉ ra rằng Vũ trụ là kết quả của một hình thể nhất định liên quan đến lực hút đã xảy ra từ hàng tỷ năm trước đây, chỉ là một bong bóng được thổi lên từ một lỗ đen. Đồng tác giả nghiên cứu Vladimir Strokov đã đưa ra lời giải thích đơn giản hóa. Như vậy, chúng ta đang ở phía bên kia của lỗ đen. Một số vũ trụ khác không biết đến chúng ta. Lý thuyết Big Bang không bị loại bỏ, nhưng nguyên nhân sinh ra nó khác với quan điểm trước đây nó không sinh ra từ một cú nổ bùng nổ lớn của một dị điểm vô cùng đặc biệt vô cùng nóng áp suất cực lớn mà là kết quả lực tác động của các trường lực hấp dẫn mạnh mẽ phát ra các phân tử từ mặt lỗ đen ở phía của chúng ta hơn nữa thì theo ông Vladimir Stokhov, vũ trụ mới hình thành bắt đầu mở rộng theo các nguyên tắc vũ trụ. Như vậy, không thể đưa ra lời giải thích nào xác đáng hơn giả thuyết cho rằng lỗ đen có thể là một điểm chuyển tiếp trong vũ trụ song song. Và tất nhiên, chúng ta không thể tiếp cận bất kỳ điểm nào của lỗ đen để kiểm tra điều này. Tuy nhiên, những giả định này có thể được cho là khả quan trong khuôn khổ của lý thuyết khoa học. Gần đây, một thành viên khác của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Vyacheslav Chavez tại Moscow đưa ra một giả thuyết thực sự giật gân rằng các lỗ đen siêu lớn có thể chứa không chỉ các hạt vi mô photon và proton mà toàn bộ các hành tinh có thể xoay quanh một lỗ xung quanh dị điểm trung tâm trên một quỹ đạo ổn định trong lỗ đen. Đồng thời các hành tinh đó về nguyên tắc có thể có các phản ứng phức tạp giữa các hóa chất và do đó có khả năng tồn tại sự sống như chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ gặp được người ngoài hành tinh trong lỗ đen và ở phía bên kia của nó, chúng ta không thể tìm ra họ cho dù họ sống ở đó, bởi vì chúng ta không thể vào được bên trong lỗ đen và mô hình máy tính được xây dựng bằng vật lý thiên văn vẫn chưa đủ hiện đại để cho chúng ta biết thêm chi tiết về cuộc sống của thế giới khác. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.